Muốn mở rộng cái nền cho một bức ảnh thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo bước như sau. Đầu tiên là mở cửa sổ layer và biến đổi cái lớp background này thành một layer có tên là layer 0. Thao tác nhấp nút vào lớp background. Khi bảng layer hiện lên, nó sẽ đổi tên thành layer 0. Nhấp OK, xác nhận. Sau đó thì chúng ta sẽ vào menu image, trong menu image chọn canvas size và thiết lập lại cái độ rộng mới cho cái ảnh, ví dụ khoảng 14 inch như thế này. Kích thước của cái ảnh này sẽ được nới rộng ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý phần ở bên trong. Đầu tiên thì lấy một công cụ ta vùng chọn, trong trường hợp này là chúng ta sử dụng lasso, vẽ một vùng tròn bao quanh cái đối tượng mà chúng ta muốn bảo vệ. Nếu không thì trong cái quá trình mà chúng ta mở rộng ra, nó sẽ bị méo hình. Sau khi mà tạo xong vùng tròn, chúng ta sẽ tiến hành lưu vùng tròn này bằng cách vào menu Select, chọn Shape Selection và chúng ta đặt tên cho nó. Tên thế nào cũng được, miễn là để nhận ra cái vùng chọn đã được lưu. Sau khi lưu xong vùng chọn thì chúng ta sẽ vào select, deselect để hủy bỏ vùng chọn đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào menu edit, trong menu edit chọn lệnh container weight scale. Sau đó thì nhấn giữ phím Alt và bấm vào một điểm điều khiển bên hông này để kéo, thì nó sẽ kéo đều cả hai phía của bức ảnh của chúng ta ra. Đến đây, nhấn Enter, xác nhận thao tác, chỉnh sửa đã xong. Và cuối cùng thì chúng ta đã nới rộng được cái nền phía sau và đồng thời vẫn bảo vệ được cái tỷ lệ của cái ảnh gốc này, cái hình gốc này không bị biến dạng khi mà chúng ta mở rộng cái khung nền.